Sáng 27 tháng 8, Hà Nội thêm 6 ca mắc Covid-19, trong đó có 3 ca cộng đồng. Hà Nội giật mình cảnh hàng trăm người đi đưa tang giữa đại dịch. Về tình hình dịch Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh. Hơn chục ca Covid-19 mới, Thanh Hóa ban hành chỉ đạo khẩn. Sáng nay Nghệ An thêm 24 ca dương tính mới. Đó là những thông tin nóng hổi nhất về tình hình dịch bệnh Covid-19. Không để quý vị đợi lâu, ngay bây giờ sẽ là phần nội dung chi tiết. Sáng 27 tháng 8, Hà Nội thêm 6 ca mắc COVID-19, trong đó có 3 ca cộng đồng. Tổng số ca mắc COVID-19 tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 2.842 ca, trong đó số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 1.484 ca, số ca mắc là đối tượng đã được cách ly là 1.358 ca. Sáng nay, Sở Y tế Hà Nội thông báo từ 18 giờ ngày 26 tháng 8 đến 6 giờ ngày 27 tháng 8, thành phố ghi nhận 6 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 3 ca tại cộng đồng, 3 ca tại khu cách ly. Các ca mắc mới phân bố theo quận huyện, Thanh Xuân 2 ca, Hoàng Mai 3 ca, Thường Tín 1 ca. Phân bố theo chùm ca bệnh, F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng 2 ca, chùm liên quan thành phố Hồ Chí Minh 4 ca. Phân bố 3 ca tại cộng đồng theo quận huyện, Thanh Xuân 2 ca, Hoàng Mai 1 ca phân bố 3 ca tại cộng đồng theo chùm, chùm F1 của ho sốt cộng đồng 1 ca, chùm liên quan thành phố Hồ Chí Minh 1 ca. Thông tin cụ thể về 6 ca mắc mới ghi nhận như sau: 3 ca tại cộng đồng, tại Thanh Xuân có 2 ca, là bệnh nhân NTS nam, sinh năm 1961, địa chỉ Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân. Thứ hai là bệnh nhân TLCA là nữ, sinh năm 2007, địa chỉ Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân. Ở Hoàng Mai có 1 ca là bệnh nhân CBM Nam, sinh năm 1965, địa chỉ Giáp Bát, Hoàng Mai. 3 ca ghi nhận tại khu cách ly, Hoàng Mai có 2 ca. Thứ tư là bệnh nhân NVK, nam, sinh năm 1987, địa chỉ Yên Sở, Hoàng Mai. Thứ năm là NVP, là nam, sinh năm 1974, địa chỉ Giáp Bát, Hoàng Mai. Huyện Thường Tín có 1 ca là bệnh nhân LHV, nam, sinh năm 1983, địa chỉ Văn Bình, Thường Tín. Tổng số ca mắc COVID-19 tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 2.842 ca trong đó số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 1.484 ca, số ca mắc là đối tượng đã được cách ly là 1.358 ca. Xin được chuyển sang thông tin kế tiếp. Hà Nội giật mình cảnh hàng trăm người đi đưa tang giữa đại dịch. Đoàn người đi đưa tang đông đúc trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, khiến địa phương vô cùng lo lắng nếu có dịch bệnh do đám đông gây ra. Hình ảnh hàng trăm người đi đưa tang tại cụm dân cư số 4, cụm 4 xã Thọ An, huyện Đạt Phượng, Hà Nội được người dân ghi lại phản ánh với chính quyền. Đoạn clip cho thấy một đám tang diễn ra sáng ngày 19 tháng 8, đoàn đưa tang đông đúc lên đến cả trăm người với nhiều bà vãi, phụ nữ lớn tuổi cầm cờ, phường bát âm, nhóm thanh niên khiêng quan tài, rất đông họ hàng người thân của người quá cố. Sự việc xảy ra trong thời điểm Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội để chống dịch Covid-19 khiến nhiều người dân cụm 4 Hoang Mang lo lắng về nguy cơ dịch bệnh Covid-19 có thể lây lan trong cộng đồng khi các quy định không được chấp hành nghiêm túc. Trao đổi với phóng viên ông Nguyễn Hữu Hoàng, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng phủ nhận việc hàng trăm người đi đưa tang như phản ánh của người dân. Theo ông Hoàng, sau khi biết thông tin sự việc, huyện đã yêu cầu xã báo cáo. Xã đã báo cáo trung thực có việc đưa tang. Lúc anh em gia đình đưa quan từ nhà ra xe tang, người nhà thì ít nhưng một số người dân đi chợ vướng đường nên đứng lại chứ không phải là người đi đưa tang. Ông Nguyễn Hữu Hoàng nói và khẳng định, huyện đã phân tích hình ảnh đám tang được ghi lại. Tuy nhiên, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng cũng nhận định, xã Thọ An làm như thế là vẫn chưa được, phải rút kinh nghiệm, chính quyền xã chưa sát sao, việc gia đình còn kiểu nể nang, còn thế nọ thế kia. Cũng giải thích về việc này, ông Trần Quang quyết, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thọ An cho rằng Thực tế, hình ảnh người dân đi ra ngoài đường là chính. Người ta vin vào đấy nói là người ta đi đám tang, đông người. Thực tế, người ta đi đưa tang có đông hơn so với quy định, nhưng chủ yếu là người dân đứng hai bên đường. Hình ảnh trong đoạn clip về đám tang do người dân ghi lại trái ngược hoàn toàn với ý kiến của vị chủ tịch UBND xã Thọ An. Về trách nhiệm của cụm dân cư, các thành viên tổ COVID-19 cộng đồng cụm 4 khẳng định họ không đủ chức năng, quyền hạn xử lý vụ việc. Bà Nguyễn Thị Chính, bí thư chi bộ cụm 4 cũng cho hay, số người dân trong xã đến đám tang khá đông, nhưng phần lớn đi qua các đường ngách để tránh chốt kiểm dịch bệnh. Một số cán bộ trong tổ Covid cộng đồng được cử đến gia đình có tang để đo thân nhiệt và ghi danh sách những người đến phúng viếng. Theo miêu tả của bà Chính cũng như bà Gấm, buổi đưa tang vào sáng ngày 19 tháng 8 có rất đông người tham gia. Theo nhầm tính của cả hai bà, có trên 100 người trong đoàn đưa tang. Mời quý vị cùng đến với thông tin kế tiếp. Về tình hình dịch Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh, trong báo cáo kết nối nhập khẩu nguồn vaccine từ đối tác Mỹ cho thành phố Hồ Chí Minh, Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh cho hay, chính phủ Mỹ và các bang đang có chương trình giải quyết số lượng dư thừa kho dự trữ vì vaccine có hạn sử dụng. Cách đây năm hôm, Sở Ngoại vụ thành phố cùng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dược Sài Gòn làm việc trực tuyến với hai tập đoàn là liên doanh hợp tác với SAG, Hội Cựu binh lục chiến Mỹ. Đây là tổ chức uy tín với chính phủ Mỹ, được phép xuất khẩu vaccine dư tại các bang. Liên doanh này được SAG ủy quyền, trao đổi chi tiết với thành phố Hồ Chí Minh. Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh cho hay, phía Mỹ đang tập trung ưu tiên xử lý vaccine Pfizer và Moderna. Nếu các bên thúc đẩy hợp đồng sớm, lô vaccine đầu tiên sẽ xuất sang Việt Nam vào đầu tuần tháng 9, với bình quân là 500.000 liều một tuần. Từ tuần thứ ba tháng 9, bình quân mỗi tuần sẽ xuất sang Việt Nam 1 triệu liều. Dự kiến đến tháng 12 có thể cung cấp 10-12 đến 12 triệu liều nếu thành phố có nhu cầu. Điều kiện tiên quyết đối tác đưa ra là SAG sẽ cử một số chuyên gia sang thành phố Hồ Chí Minh để khảo sát năng lực tiếp nhận lưu trữ vaccine. Sau đó, các chuyên gia sẽ báo cáo về Mỹ để tiến hành các bước tiếp theo. Đồng thời, nhóm này sẽ ở lại Việt Nam để giám sát quy trình nhập khẩu, lưu trữ, tư vấn về công nghệ lưu trữ, cũng như đảm bảo tiêm hết vaccine cho người dân, theo hạn chế sử dụng. Việc này nhằm hạn chế ảnh hưởng uy tín của chính phủ Mỹ. Tính đến hết ngày 25 tháng 8, thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm được tổng cộng hơn 5,6 triệu liều vaccine, trong đó 5,4 triệu người tiêm mũi 1, gần 237.000 người tiêm mũi 2. Hiện thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận hơn 190.800 ca nhiễm ở đợt dịch thứ tư. Test nhanh gần 1 triệu mẫu, 3,5% dương tính. Theo Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hoài Nam, trong 3 ngày qua, tốc độ xét nghiệm của thành phố đã tăng nhanh, Cụ thể thành phố Hồ Chí Minh test nhanh khoảng 1 triệu mẫu, con số chưa đạt chỉ tiêu 2 triệu mẫu test nhanh theo kế hoạch nhưng các quận huyện đã nỗ lực đẩy nhanh tiến độ. Những ngày tới thành phố sẽ tiếp tục test nhanh để đạt chỉ tiêu và tiếp tục test nhanh đợt 2. Trong 3 ngày test nhanh với khoảng 1 triệu mẫu kết quả cho thấy ngày 23 tháng 8 phát hiện 3,5% số mẫu test dương tính, ngày 24 tháng 8 khoảng 3,2% mẫu dương tính và ngày 25 tháng 8 khoảng 3,8% mẫu dương tính. Qua đánh giá của các nhà dịch tễ thì trung bình 3 ngày qua phát hiện là khoảng 3,5 mẫu dương tính. Nếu dưới 5% thì chúng ta có niềm tin có thể quét được hết F0 từ đây đến ngày 15 tháng 9, ông Nam nói. Mời quý vị cùng đến với thông tin đáng chú ý tiếp theo. Hơn chục ca COVID-19 mới, Thanh Hóa ban hành chỉ đạo khẩn. Tỉnh ủy Thanh Hóa yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố có người trở về từ huyện Nông Cống trong khoảng thời gian từ ngày 16 tháng 8 đến nay phải thực hiện khai báo cách ly, theo dõi y tế theo quy định. Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa CDC Thanh Hóa cho biết, địa phương ghi nhận thêm 14 trường hợp trên địa bàn huyện Nông Cống dương tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp xét nghiệm RT-PCR. Trong đó 13 trường hợp có địa chỉ tại tiểu khu Nam Tiến và một trường hợp ở xã Tế Nông. Đây đều là những trường hợp đã được lấy mẫu test nhanh cho kết quả dương tính trong ngày. Các bệnh nhân được chuyển về cơ sở điều trị COVID-19 số 1 của bệnh viện phổi Thanh Hóa điều trị. Liên quan đến ổ dịch COVID-19 tại huyện Nông Cống, đến tối 26 tháng 8 đã ghi nhận 24 ca mắc, trong đó có 2 ca có địa chỉ tại xã Tế Nông và 22 ca có địa chỉ tại thị trấn Nông Cống. Hiện CDC Thanh Hóa tiếp tục bổ sung ba đội phản ứng nhanh, huy động trung tâm y tế các huyện hỗ trợ huyện Nông Cống trong công tác truy vết và lấy mẫu xét nghiệm nhằm tách các F0 ra khỏi cộng đồng một cách nhanh nhất. Như vậy huyện Nông Cống đang là ổ dịch lớn và phức tạp nhất của Thanh Hóa. Từ 16 giờ ngày 25 tháng 8, huyện Nông Cống đã thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của chính phủ trên toàn địa bàn, thời gian áp dụng là 15 ngày. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, chiều qua ban thường vụ tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành công văn khẩn số 359 CVTU về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Mời quý vị cùng đến với thông tin kế tiếp. Sáng nay Nghệ An thêm 24 ca dương tính mới. Sáng nay ông Nguyễn Văn Định, giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An cho biết, trong 12 giờ qua, Nghệ An ghi nhận 24 ca dương tính mới với SARS-CoV-2. Trong đó 24 ca dương tính SARS-CoV-2 tại Nghệ An sáng nay không có ca cộng đồng, 5 ca cách ly tại nhà, sàng lọc cộng đồng trong vùng phong tỏa và 19 ca đã được cách ly tập trung từ trước. Các địa phương ghi nhận ca dương tính mới là 5 địa phương trong 12 giờ qua gồm: thành phố Vinh 13 ca, huyện Yên Thành 4 ca, huyện Diễn Châu 3 ca, huyện Hương Nguyên 2 ca, huyện Nghi Lộc 2 ca. Riêng 13 ca tại thành phố Vinh. Riêng 13 ca thành phố Vinh tại 5 phường xã: phường Hồng Sơn 4 ca, phường Quang Trung 3 ca, xã Nghi Phú 2 ca, phường Cửa Nam 1 ca, phường Lê Lợi 1 ca, xã Hưng Chính 1 ca, xã Hưng Lộc 1 ca. Như vậy 5 huyện thành và 5 phường xã của thành phố Vinh ghi nhận ca nhiễm mới đều là những điểm nóng, vùng nguy cơ rất cao đã nhận diện từ trước. Trên địa bàn tỉnh trong ngày qua có nhiều địa phương không xuất hiện ca nhiễm. Tính đến nay Nghệ An đã ghi nhận 1.189 ca dương tính với SARS-CoV-2 ở 21 địa phương. Lũy tích số bệnh nhân điều trị đã khỏi bệnh ra viện chuyển tuyến trên là 383, lũy tích số bệnh nhân qua đời là 1 ca, số bệnh nhân hiện đang điều trị là 805 ca. Bản tin của chúng tôi sẽ tiếp tục với những tin tức nóng hổi khác về tình hình dịch bệnh trong nước và thế giới. Quý vị đừng vội chuyển kênh, Quỳnh Anh sẽ quay trở lại ngay.